Rồi em chào các bác nha. Trưa nay 12 tháng 1 em có lọc dao máy cày, đang đậu ở ngoài bãi chuẩn bị lên xe Kubota M7000DT, máy hai cầu các bác nha. Máy này mình ngắn thì nó hiếm gặp hơn là mình dài. Hai cầu lên xe rất là an toàn. Tối đêm hôm qua thì em giao được chiếc John Deere 530 hai cầu. Còn giờ trưa nay thì được khách ở huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang sát với Cà Mau đến ủng hộ chiếc Kubota M7000 70 mã lực, máy hai cầu trợ lực lái nha các bác nha. Máy này thì không có mái che, không có mui. M7000. Về huyện U Minh Thượng, về cùng với khách luôn nha. Này xe nhà em đi. Đó, em cập nhật cho các bác luôn. Sibora 3243 New Holland TT 4.90 mới về. Này John Deere 5065E, máy ủi đầu hãng, máy chạy siêu lướt rồi các bác nha. 5075 cũng ủi đầu hãng, vỏ bánh gai lì. 5050D 6040 su ủi đầu hãng. Đây, con này cũng ủi đầu hãng luôn, ủi đầu của nó ngang cỡ 1m8, ủi đầu hãng nó xuyên suốt đến tận cầu sau. Trong kia là IM351 51 mã lực đời mới nhất của Yamaha tại Việt Nam. Rồi IM357 nè. 60 thì nhà em có 3 chiếc. Nha, con này thì 357. Đó, siêu đẹp. Máy không chụp bô, bít tông lớn. 94mm bét kim. Còn con 51 ngựa thì là bét kim 88mm. Bít tông 88 ly. Bét kim luôn nha. Rất là ít đàn dầu. Còn con này là siêu phẩm, chạy siêu lướt này. Các bác nhìn ngay gió này. Bánh trước của nó là 818 nha, không ủi đầu. Máy này chạy siêu lướt tại Việt Nam. Con này cũng 65 ngựa, chạy siêu lướt tại Việt Nam nha. Cực đẹp. Tất cả các máy hiện tại của cửa hàng em là đều đảm bảo giấy tờ nguyên bản 100% hết cho các bác nha. Con này là khủng nhất, 90 mã lực. Đời TT 4 chấm, đời mới nhất của New Holland tại Việt Nam. 4 máy nha các bác nha. Đó, về cùng với anh chị chủ luôn. Cửa hàng em thì nằm trên quốc lộ 80, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nha các bác nha. Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Khách thì lấy máy không thôi, khách có dàn sới rồi. Vùng U Minh Thượng đất khá là cứng nên xài con 7000 là vừa, 70 mã lực. Cày sới, mùa khô đến rồi cày sới rất êm. Máy đa năng cửa hàng em cũng có rất là nhiều, đặc biệt DC60, 70, 95, 105, Yamaha 16 van, 16 xúc bắp, Kubota lốp xám, Mitsubishi S4Q, Mitsubishi 3 máy bét kim cũng rất là nhiều. Đây, M7040, 7040, máy Thái Lan nha các bác nha, 70 mã lực. Đó, máy rất là đẹp. Máy đa năng.
tại cửa hàng này thì duy nhất cửa hàng này của em là có bán máy cày, dàn sới máy cày các thứ, còn những chi nhánh khác thì đa phần là máy dầu, máy đa năng như thế này, rồi máy một, vỏ lãi, vỏ tải, vỏ biển, vân vân, rất là nhiều ha. Các bác cần gì cứ liên hệ cửa hàng em. Dàn sới mới có Shaktiman, có Kubota, có Greenland. Các bác cần gì cứ liên hệ số điện thoại để gặp trực tiếp ông chủ luôn nha. Máy ơ đợt này cũng rất là nhiều. Các bác cần máy gì là quay, gọi trực tiếp cho các bác. Các bác đến cửa hàng em cũng rất là dễ, nằm trên quốc lộ 80. Các bác ở miền Trung, miền Bắc thì các bác lên xe. Các bác lên xe giường nằm là đến trực tiếp thẳng cửa hàng em luôn, không phải qua mấy chặng xe. Không thì các bác đi máy bay. Các bác đi máy bay thì ghé vào sân bay Rạch Sỏi, sân bay Cần Thơ là xuống cửa hàng em nha. Rồi bây giờ xe nhà em chạy đi giao máy cho khách các bác ơi. Cửa hàng em là Nông Ngư Cơ Tín Ưng nhé. Cần dàn cày em có Kubota, chon đi, dàn sới chon đi cũng rất là nhiều, dàn sới Kubota nghĩa địa Thái Lan cũng có khá khá nha. 2m2 là đang có sẵn mấy dàn RX220H của Kubota Thái Lan.